Ui, nữa 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 nữa. Đã chưa đã chưa. Ui, đã chưa đã chưa. Ui, biết chỗ này ngay ổ luôn mà. Trời ơi, để sang lâu lâu vua. Đấy, con nào cũng lấy mặt nuôi à. Sang chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Sang nha. Thì buổi gần trưa ngày hôm nay á, Sang sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài sông, ngay cái khúc suối mà dẫn ra sông cái mọi người, để mình săn cá trạch nha. Tại vì hồi tối qua là nó có một cái trận mưa cũng vừa, nên là sáng nay nước về nó nhẹ nhẹ mọi người. Cá trạch đó thì thường nó đi vào nước nhỏ nhỏ như thế này nha. Bây giờ thì Sang với mọi người sẽ đi ra cái khúc sông mà Sang mới tìm được đó mọi người. Nó cũng rất là mát luôn. Bây giờ thì mình tranh thủ mình đi xuống đây nha. Chỗ này thì có chỗ câu phía dưới đó. Hôm nay thì Sang chủ yếu săn cá trạch mọi người, nên Sang câu con trùng nha. Đó, trùng thì săn được cá trạch, với lại cá lăng thì nó cũng ăn, đặc biệt là mấy cá trắng to to mọi người, nó cũng khoái trùng lắm nha. Đó, giờ mình gác đây lặng lặng mà nghe con số gì đây. Đấy, giờ mình đợi nha. Có cá ăn mọi người. Chặt. Quá đã luôn mọi người. Em chặt đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người. Hồi hôm á mọi người thì nó mưa sương sương nhẹ nhẹ thôi, nên là Sang đón hôm nay là nước nó bắt đầu nó về nhỏ nhỏ mọi người. Cá chặt nó ra nó ăn mồi. Câu dính được em đầu tiên. Đấy. Đây thêm một em cá trắng nữa mọi người. Dậy. Báo rồi. Nước mà chạy đi là thế nào cũng có cá ngon à mọi người. Cá ăn sao? Nước nó chảy hơi mạnh luôn. Ôi, đây. Em thứ hai đây mọi người. Rất là đã luôn nha. Thế mà nước nó về là đảm bảo sẽ có chỗ này. Nó ăn sát mép luôn mọi người. Con này thì nó không có nước lử, cũng đỡ nhưng mà nó rất là dễ rớt nha. Đây. Dính cá, trắng. Hôm nay cá trắng quá nhiều luôn mọi người. Giòn có, trọng có. Toàn là cá trắng, khá là nhiều. Chết rồi. Hết rồi. Mắc cái cây mọi người à. Chết rồi. Để Sang thu từ vô. Ôi khúc này. Em tiếp theo mọi người nè. Cái khúc trong đây dễ có chặt. Thấy cái đuôi màu đen rồi. Tới công chuyện rồi. Ôi, hôm nay có vẻ như đi sang chặt là trúng chặt à mọi người. Có căng à, căng à. Chỗ này nó khó thu du lắm mọi người à. Nó không dễ không? Đây. Nhảy tung cái gì? Ngon chưa? Chỗ ngoài kia nó nắng quá nên là Sang du đây lụm được em chạch đầu tiên mọi người. Vừa thả cần xuống là lụm được em chạch đầu tiên à. Ở đây là ngay cái ụ tre á mọi người. Nên là nó khá là mát. Mát từ đây tới chiều tối luôn á. Thả xuống tiếp ngay chỗ này là mọi người nè. Đây. Tiếp tục một em trắng rất là ngon nha mọi người. Ở đây là chỉ có kéo vô thôi chứ không có thể nào mà dỡ vô được. Đây. Chỗ Sang gọi con này là con trắng ngựa nha mọi người. Nó có cái màu đỏ đẹp lắm. Đó, mọi người nhìn cái màu đó nè. Nó có cái màu trắng, rồi nó có đỏ đỏ, rồi cái đuôi nó màu đỏ rất là đẹp luôn á mọi người. Chỗ này rất là dễ có cá ngon mọi người. Đó, ngay chỗ đầu cần của Sang chỉ á. Đây. Nửa. Ui, nó tung. Khúc này hấp dẫn lắm mọi người ơi.
ngay cái lùm tre nè mọi người nè. Quay y vài con này mập nhũ luôn mọi người. Giờ để xem chị chết lên á, khó lên lắm nè. Chỗ này nó còn nhiều chạch hơn cái chỗ ở ngoài trống luôn mọi người. Ngay trong lùm kia con nào cũng thấy mập nhũ luôn, quá đã luôn mọi người. Em tiếp theo nha, để xem vét lên đây. Cái cây này là cây ngắn, xem hay vét gần đây. Đấy, gần bụi tre mọi người, ngay cái hốc kia luôn. Chỗ này mới dính được con nữa đó. Chào, có cá ăn sao mọi người? Rồi. À, chút giấy mọi người à, cái chút rất là ngon luôn mọi người nè. Kéo gần cho mọi người xem nha, cái chút mập nhũi à. Con chút giấy mập nhũi à mọi người nè. Chút giấy thì nó có cái chấm nha, với lại nó có sọc, rất là dễ biết luôn mọi người. Ngạn này. Ôi trời. Chết rồi mọi người ơi. Ui chà, à, chà bá luôn. Ồ, quá ngon mọi người. Nó kéo lực không à. Màu ơi, lăn mũ mọi người. Cái này nó phá màu bạo ghếm. Đi câu cá chạch sợ nhất là mấy con lăn mũ này nè. Được cái là nó màu đẹp nhưng mà nó rỉ màu kinh lắm mọi người. Phá màu sợ luôn á. Nữa. Đã chưa. Biết chỗ này ngay ổ luôn mà. Chờ thôi, để sang lâu vua. Cực lắm. Giờ đã chưa, giờ phải lâu nó vô nè. Đây là gai rồi treo rồi tre không à. Hấp dẫn lắm này. Rồi. Ổn. Tới đây là ổn rồi mọi người. Tới đây là ổn rồi. Ngay trúng ổ luôn rồi mọi người ơi. Đã chưa? Đấy. Con nào không lấy mập nụi à. Tưởng gì? Xét lá hồ mọi người. Nó kéo lực không à. Kéo đâm thẳng trong bụi luôn này. Quá dữ. Con này ăn cũng được. Thêm một yên cá trắng này nè mọi người nè. Con này cũng khá là trọng á mọi người. Đó. Ăn tiếp tục ở trong cái lùm đó luôn á. Giờ thì sang với mọi người sẽ ra lại cái chỗ mà sáng câu á mọi người. Cái chỗ đó thì chắc giờ nó cũng mát rồi. Ra đó câu tí nữa. Rồi đó nay sang nghe cá quậy ầm ầm luôn. Leo từ đây lên là cũng chua lắm mọi người. Sáng thì leo xuống mọi người. Đấy, rất là cao với lại khá là dốc luôn. Giờ để sang tranh thủ sang leo lên đó nha. Khó đi lắm. Ờ cá ăn cá ăn. Từ từ giật mọi người. Nặng. Bức. Ôi, đó sang nói mà. Ây, thật quá luôn. Quá đã, cậu uống nu luôn mọi người. Thế nào cũng gặp cá bự á. Đây. Ui, có, tân bàn tay có hơn mọi người. Sang biết thế nào cũng lụm mà mọi người. Đây, nãy giờ sang thấy tắp móng nhiều lắm. Chẳng lẽ không có một con nó ăn mình á. Quá đã. Thành quả của ngày hôm nay nè mọi người nè. Mới nãy là nó chết hết hai con chạch đó mọi người. Hai con chạch câu trước á, với lại một bớ cá trắng luôn. Nhiều cá trắng lắm. Nên là em của Sang nó ra nó lấy về rồi. Còn đây là mớ mà còn sống á, Sang để lại Sang quay cho mọi người xem. Được, còn đây còn được ba em chạch nè. Tổng cộng bữa nay mình săn được 5 con nha mọi người. Đó. Rồi đặc biệt là vua ngay cái lùm tre á. Rất là ngon luôn. Này là mấy con cá trắng ngựa mọi người. Cái đuôi nó đỏ đỏ. Còn đây là cái con mà mới nãy Sang giật cho mọi người xem á, là Sang quên Sang bấm cái nút slow motion đó. Đó nên là nó lên nửa chừng xong rồi nó quay chậm luôn. Đó, đây là cá trắng nè.
ăn ngon ngon thôi mọi người. Trời ơi mấy cái chạy, mấy con này còn sống mọi người, tung thịt ăn dai ăn ngon lắm. Chắc bây giờ thì Sang sẽ mang mớ cá này để về nhà làm mọi người à. Hôm nay thật sự là trúng mánh luôn á, đặc biệt là ngay cái lùm tre mọi người, mình quất lần ba con chạch luôn, bên kia thì mình quất hai con nữa, chứ lại mớ cá trắng con nào cũng thấy bự bự không, có mấy có hai con to chà bá luôn mọi người. Hẹn mọi người ở tập sau nha, Sang sẽ quay lại hai cái lùm tre đó mọi người, tại vì chỗ đó nước rất là sâu rồi, cái thứ nước chạch nó ở, thứ hai nữa là có mấy cái lùm tre tùm á, rất là dễ có cái chạch to trong đó luôn. Hẹn gặp mọi người ở cái tập sau nha, mọi người thấy hay thì cho Sang xin một like cũng như ấn đăng ký kênh nha. Bye.